vừa dứt lời ở ngoài cửa lúc này cố tuyết niệm đã dẫn la phong về nhà cô tươi cười nói ông nội cha mọi người xem con dẫn ai về nhà đây này la phong hớn hở nói lâu rồi không gặp ông cố trông ông càng ngày càng trẻ ra đó ba năm không gặp con lại cao lên không ít rồi ở đây thêm vài ngày nói chuyện đánh cờ với ta thấy la phong đã mệt nên cô liền dẫn anh lên phòng nghỉ ngơi phòng khách sớm đã chuẩn bị cho em rồi tiểu phong em thấy có hài lòng không la phong đặt mông xuống giường cảm giác thoải mái quá hài lòng luôn thất sư tỷ em muốn ở đây mãi mãi cô tuyết niệm dầu dĩ không vui sao vậy em còn muốn đi đâu có phải em muốn đi tìm sư tỷ khác hay không la phong nói thất sư tỷ cuối cùng cũng phải gả đi sao em ở mãi đây được cô tuyết niệm đỏ mặt hỏi tiểu phong em có thấy thất sư tỷ đẹp không la phong nói sư tỷ rất xinh đẹp cô tuyết niệm ngập ngừng nói không bằng em lấy tôi đi tôi sinh con cho em thế nào la phong sợ hãi đứng dậy thất sư tỷ em xem tỷ là chị gái ruột chị lại muốn ngủ với em tỷ nghiêm túc chứ cô tuyết niệm nhìn thấy la phong bộ dáng này cô cười nói xem em bị dọa sợ chưa kìa tỷ chỉ đùa em chút thôi xem có phải em học thói hư hay không thôi la phong thở phào nhẹ nhõm thất sư tỷ vừa nãy làm em giật mình thật đấy được rồi em nghỉ ngơi cho tốt sáng mai tôi đưa em đi đến một nơi thú vị thấy la phong nói như vậy trong lòng cô có chút buồn ngày hôm sau hai người đến một ngôi miếu ở long thành hội miếu long thành này một năm tổ chức một lần thế nào náo nhiệt chứ thế có đồ ăn ngon không tỷ đương nhiên là có rồi nhiều đồ ăn ngon quá thất sư tỷ lý hạo nhiên thấy la phong cả cố tuyết niệm như thế vô cùng không thích hắn đứng lên đập bàn rồi mắng cô dám dẫn tên phế vật đến nơi quan trọng như này sao làm nhục lý ra tôi sao cha cố tuyết niệm thấy thế liền nói hỗn xược cậu nghĩ cậu là ai cố gia ta từ trước đến nay chưa từng đồng ý hôn sự của hai người lý hạo nhiên bảo cha hắn cha đã nghe thấy gì chưa lý thiên thần cũng tức giận cô lão ra ngài dung túng con gái ngài như vậy có phải quá mất thể diện rồi không lão cố bình đạm nói Giữa bọn trẻ xảy ra chút mâu thuẫn là chuyện bình thường, còn về hôn sự của hai nhà là do lúc ta uống say, không thể xem là thật được." Lý Thiên Thần liền hỏi, "Vậy chuyện con trai ta bị đánh, chuyện này phải nói như nào?" Lão Cố bảo, "Vậy bây giờ ông muốn làm sao? Con muốn tên chó này quỳ xuống trước mặt con xin lỗi trước tất cả mọi người nói Cố Tuyết Niệm là cô gái của con." Hắn vừa dứt lời La Phong đến cho hắn một cái bạt tai, cái tát này ai thấy cũng phải xấu hổ. La Phong bảo lần trước là nể mặt thất sư tỷ nên tha cho hắn, hôm nay hắn còn dám nói bậy? Cô Tuyết Niệm bảo La Phong đủ rồi, đừng làm lớn chuyện để người ta chê cười. Cô nói với Lý Hạo Nhiên. Cô Tuyết Niệm nói cho Lý Gia Anh một lần, tôi và Lý Hạo Nhiên trước nay chưa từng, sau này cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì. đã nghe hiểu chưa? Lý Thiên Thần tức giận bảo Lý Hạo Nhiên câm mồm, còn không đủ mất mặt hay sao? Sau đó, ông ta xin lỗi lão cố là Lý Gia ta mạo phạm rồi, mong rằng không làm tổn thương hòa khí hai bên. Người trẻ tuổi đánh nhau là chuyện không thể tránh khỏi, tiểu Lý ông đừng nghiêm trọng như vậy. Đi về nhà cho ta, cha lẽ nào chúng ta cứ bỏ qua như vậy lý thiên thần nói nỗi nhục hôm nay cố ra gây cho ta ta sẽ trả cho chúng gấp bội từ khi xuống núi đến nay lẽ nào cậu không ngủ sao cậu rõ ràng rất để tâm tôi sao lại nói lời lạnh lùng như thế ta để tâm cậu đúng vậy người ngoài đều thấy rằng cậu chỉ là tên tiểu tử ngốc có các sư tỷ chống lưng cái gì cũng không hiểu biết mà thôi nhưng chỉ có tôi biết cậu là người nguy hiểm như nào cậu chẳng lẽ là muốn xác nhận tôi có phải vẫn ở bên cạnh cậu đúng chứ nếu đã xuống núi thì có phải định về nhà không dẫm đạp người đàn ông đó dưới chân vẫn chưa phải lúc bởi vì ta vẫn còn quá yếu yếu sao thiếu ra cậu thực sự biết làm màu lúc này cố tuyết niệm từ đâu gõ cửa rồi bước vào la phong thấy thế liền hỏi thất sư tỷ sao lại vào đây cô chẳng nói chẳng rằng mà nằm xuống giường của la phong rồi bảo la phong là có chuyện muốn nói la phong hỏi thất sư tỷ sao lại trực tiếp vào đây lỡ như anh không mặc quần thì sao với lại sư tỷ ăn mặc như thế có chút tiết kiệm vải rồi đó sợ gì chứ Cố Tuyết Niệm tiến đến ôm La Phong rồi nói chẳng phải chúng ta lúc còn nhỏ đã tắm chung rồi sao, chẳng lẽ là em quên rồi. La Phong nói đó là chuyện lúc nhỏ, giờ chúng ta đã trưởng thành nên giữ khoảng cách một chút. Cố Tuyết Niệm nói khoảng cách giữa tôi và em có thể thu nhỏ vô hạn mà, cho dù khoảng cách âm cũng được nữa. La Phong bảo chị đừng đùa nữa, tha cho em đi mà. Được rồi, tôi thấy là em không thích tôi, bỏ đi, nhưng Tiểu Phong, tôi phải cảnh báo em, nếu em mà có quan hệ bất chính với sáu sư tỷ còn lại, cẩn thận tôi thiến em luôn đó. Yên tâm đi các chị đều là sư tỷ của em, em không có ý nghĩ đó đâu. Được rồi, tôi đói rồi, em cùng ra ngoài ăn đêm với tôi đi. Tôi đi thay quần áo, gặp em ngoài cửa nhé. Thiếu gia đúng là đào hoa mà, món ngon dâng tận cửa mà không nếm thử. Bớt nói nhảm, cái này có liên quan gì đến cậu. Nếu cậu gọi ta là thiếu gia thì mau đi làm việc cho ta đi. Luôn sẵn lòng giúp đỡ, xin thiếu gia phân phó. Ba ngày lý gia rút lui rất sảng khoái, cậu điều tra giúp ta xem chúng có âm mưu gì không. Ngay sau đó, cố tuyết niệm dẫn La Phong ra ngoài. Tiểu Phong, em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, em nghe theo chị. Đi được một lúc thì La Phong thấy có một chiếc xe đang đi theo họ. Đi một lúc hai người đã đến nhà hàng riêng tư bảo hội sở. Cô Tuyết nhiệm bảo chúng ta vào ăn cháo đi. Người phục vụ tiến lên chào hỏi, cố Tiểu Thư mời đi bên này. La Phong bảo sư tỷ mình đi vệ sinh một lúc rồi quay lại. Lúc này thuộc hạ La Phong thông báo cho anh qua điện thoại là tư liệu của Lý Gia đã lấy được. Anh đọc qua thì thấy Lý Gia quả là có dã tâm lớn. Đột nhiên có tiếng hét thất thanh một cô phục vụ bảo các người đàn ông hãy tha cho cô cô chỉ là học sinh đi làm thêm cô không cần khoản lương này cô muốn đi gã đàn ông mỉm cười tiểu đường à dù sao em cũng phải kết hôn chi bằng đi theo ta bạn trai của em chỉ là thằng nghèo sao mà so với anh được cô gái không muốn bảo ông chủ lưu hãy tha cho tôi cầu xin ông câu nói này khiến cho ông ta rất khó chịu ta thấy phải cứng rắn một chút thì cô mới chịu nghe lời ông ta bảo đàn em tìm cho ta một phòng vip ta sẽ dạy dỗ cô ta cẩn thận lúc này la phong tiến lại rồi cười ai đang cười vậy la phong cảm ơn vì đã sắp xếp màn kịch cho anh chỉ tiếc là diễn xuất có hơi kém la phong bảo các người theo dõi suốt dọc đường đến giờ tôi cũng nên cho các người cơ hội thể hiện